Thế là đang đi được con gà thì nó nhảy nó bay mất à? Nó nhảy khỏi xe. Thế em nuôi là nuôi gà rừng à? Sự xin chào cả nhà. Hôm nay Sự có một người em đến chơi, một người em này lại ở vùng cao. Nên là Sự sẽ làm một nồi lẩu của hải sản cho hai anh em cùng nhậu. Thì mời cả nhà cùng xem Sự nấu như thế nào nhé, cả nhà nhé. Bây giờ Sự sẽ bắt đầu nấu nhé cả nhà nhé. Nguyên liệu của chúng ta ngày hôm nay gồm có đây là tỏi này cả nhà ơi. Tỏi này, hành khô, mẻ nghệ, dấm bóng này, đường, mắm, mì chính và bột lêm cả nhà nhé. Nên mình sẽ cho dầu ăn vào chảo trước cả nhà. Cho dầu ăn vào chảo trước cả nhà. Mình xào xong mình xào tỏi này. Rất là thích nhiều tỏi đã làm hải sản sợi cho rất là nhiều tỏi. Tỏi này. Hành khô thái này cả nhà. Thái hoặc băm ra đều được cả nhà nhé. Để phi thơm hết tất cả nguyên liệu này lên. Cho thêm một chút dầu. Đảo đều hết nguyên liệu. Lên cho nó tắt vang vào các nhà. Bên này thì Sự có chuẩn bị trước một nồi nước sôi cả nhà. Chuẩn bị trước một nồi nước sôi. Khi mình xào xong mình cho vào đây lẩu thì rất là nhanh cả nhà. Thì bếp ga ở nhà mình hầu như là hay là bếp điện hầu như là đều là có hai bếp tất đúng không cả nhà. Mình làm này thì rất là nhanh, không phải chờ đợi. Muộn cả nhà mình đi làm về là có thể nấu ngay ở nhà. Hải sản hôm nay Sự rất là thích ăn cái con cá khoai cả nhà. Thật ra là có thêm cua và các thứ nhưng mà Sự thích rất thích con cá khoai. Cá khoai hôm nay Sự mua nhập ở Nam Định nên là cá khoai rất là ngon đấy cả nhà nhé. Đây anh em đầu bếp thì có lại làm tặng Sự cái lưới cả nhà. Cái lưới bắt hải sản cho đẹp. Rất là thơm rồi cả nhà. Xào hành vào tỏi lên là mùi rất là thơm nhá. Rất là kích thích vị giác luôn. Đói là ngửi là kích thích đồ ăn lắm cả nhà nhá. Là kích thích gọi là vị giác ấy để ăn ấy. Rào sữa cho mẻ nghệ cả nhà. Cho mẻ nghệ vào. Sự sẽ không nấu cung cà chua cả nhà nhé. Cả nhà máy thích cho cà chua vào cũng được thôi. Nhưng mà sự hôm nay Sự không thích ăn cà chua. Tại vì Sự ăn cà khoai. Sự muốn giữ cái vị ngon nhất của con cà khoai nào. Chỉ cần hành tỏi và mẻ nghệ và dấm bông nữa cả nhà. Mình đảo đều hết đấy cả nhà. Mẻ nghệ màu nó rất là đẹp rồi. Đấy, cho mẻ nghệ vào cả nhà. Mày nghệ xong mình cho dấm bóng này. Sự lại có điện thoại cả nhà. Mình đảo đều lên cả nhà ơi. Màu nó rất là đẹp cả nhà và rất là thơm nhé cả nhà nhé. Rất là thơm. Mình sẽ tắt bếp đi cả nhà. Đổ hết cái nguyên liệu mình vừa xào vào cái nồi nước dùng. Đây cả nhà. Đổ hết vào nguyên liệu nồi nước dùng. Sau đó Sự để cho gia vị cả nhà nhé. Tiên Sự sẽ cho đường cả nhà. Cho một muôi đường cả nhà. Muôi đường này. Một chút bột lêm cả nhà nhé. Chút bột lêm. Mì chính cả nhà. Mì chính này. Mình sẽ cho mắm vào cả nhà nhé. Mình sẽ cho mắm vào.
mình đảo đều lên cho nó sôi cả nhà, xong mình sẽ nếm thử vị, nếu mà ai thích ăn chua hay là cay mình có thể thả thêm ớt các loại nguyên liệu vào. Sự sẽ đợi cho nóng vào và sẽ thử nước dùng của nhà nhé. Và nhớ sự vừa nếm thì có thấy là hơi nhạt một chút đấy, phải cho thêm nước mắm vào nhà nhé. Bây giờ nước sôi sự cho thêm một chút nước mắm là ok rồi cả nhà. Đây, sau khi sủi thì mình sẽ cho thêm các cái hành, đầu hành ở nhà. Đầu hành này thì là này cần tỏi tây cả nhà nhé, mình thả vào đây, có một chút ớt sừng nữa cả nhà, mình thả vào đây. Sự hôm nay trời ở ngoài rất là lạnh, hôm nay mới gió đầu mùa mới về cả nhà. Sự cho thêm một chút ớt cho cay cả nhà nhé, ăn cho sướng. Ở đây thì sự có chuẩn bị một nguyên liệu rau ăn kèm đấy cả nhà ơi. Nhá, đây là rau ăn kèm cả nhà này. Ở đây thì sự chuẩn bị lấm kim này, lấm đuôi gà này ở dưới cả nhà ơi. Đây lấm đuôi gà này. Rồi là cải thảo, cải ngọt và cần cả nhà, rau cần. Bây giờ sự mời cả nhà ra cùng thưởng thức cơm nhá, cả nhà nhá. Anh ơi, lẩu xong rồi, sự xin giới thiệu đây là em của sự là tên chào mọi người, kênh của anh Sự nha. Đây là em Duy cả nhà. Em Duy, em thì ở vườn quốc gia Ba Vì, nhà gần vườn quốc gia Ba Vì, quê 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 Vân Hòa cả nhà. Quê hương của Tam Mao TV đây. Đây hôm nay em xuống thì đây. Anh đi chơi anh mua cái cà khoai này, đúng cái món em thích ăn này. Còn của anh ạ. Em Duy này ngày xưa là làm nhà hàng của sự cả nhà, ngày xưa là làm quản lý chính của nhà hàng đấy cả nhà. Mà sau một thời gian làm thì em lấy được vợ cả nhà, thế là sự mất đi hai người nhân viên. Thì hôm nay em nó có dịp lên chơi cả nhà, thì thôi anh lại mời em nhậu thôi. Vâng, dạ anh anh còn quên có mang vợ lên đấy. Nhân viên tích cực ấy. Nhân viên gì đúng mày, yêu nhau cả nhà, đi làm được 2 tháng về em mời có con luôn, em mất mời luôn anh cả ạ. Nhân viên. Xin mời cả nhà nhé. Nói trêu đấy chứ mà làm nhà mình mà có duyên chúng nó lấy được nhau với cả nhà. Xin mời cả anh nhé. Xin mời cả nhà nhé. Các em mà lấy được nhau mình tự hào chứ. Mình làm mai làm mối luôn được đấy. Cả nhà mà có ai mà FA thì người ta sự giới thiệu nhá. Sang nhà hàng sự giới thiệu đâu. Cho luôn một ít đậu đi em nhá, ăn cho mát. Anh tự thảo tôm rồi. Gọi Thi đâu nhỉ? Thi ơi, cho ít nấm ra đây ăn đi em ơi. Sự với Duy cả em Thi đây là hầu như là khi sự đi vắng ở nhà thì ngày ngày trước thì có em Duy, là bây giờ em Thi, các em ở nhà đảm nhiệm hết cho sự các cái khâu quản lý cốc bia luôn. Nhà hàng các em đều rất là trẻ ở nhà đó. Em là 2K mấy nhỉ? Em 2001 anh ạ. Em 202. 201, 202 cả nhà. Toàn vừa học xong lên, sự kéo lên nhà hàng là làm luôn. Đây, thả vào để ăn đi em ơi. Rồi, chấm thì mình chấm muối chanh cả nhà. Mình chấm muối tiêu chanh thôi. Với lại đây là xì dầu mùi tạt cả nhà. Đây, xì dầu mùi tạt. Trường qua lấy cho anh thêm điều muối và xì dầu mùi tạt cho Thi đi. Anh em thì đi làm với nhau nhưng mà làm xong cả làm ấy thì đều còn lưu lại cái tình cảm ở nhà, chứ không như nhiều nơi cho nghỉ thì đánh nhau chửi nhau không trả tiền nhân viên, làm với sự hoàn toàn không có, làm một ngày sự vẫn trả lương. Đó là quan điểm sống của sự, các em nó đi làm là ngoan rồi, đi làm là ngoan, làm thì làm nhưng sự không bao giờ dạy các em những cái sai cả. Điều Thi đâu nhỉ? Đây, em đấy. Em uống cả 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 anh của em đi. Hai anh em uống riêng đi. Ôi anh xem cũng mà anh thấy vui rồi. Cả nhà anh em cũng may tao rồi, cho vui rồi đấy. Ngon nào? Ngon quá anh ơi. Uống được uống bia cả cả anh Duy em thấy nào? Hơi đắng đắng tại không có con gà anh ạ. Hơi đắng đắng có con gà. Cho con gà không tới đâu cả. Nên hỏi bảo gà bay mất rồi. Này đi giữa đại lộ Thăng Long nha, nó tuột mất chân. Trói không chặt thì cái dây lạt. Cái dây lạt nó chạy không đuổi được. Ông ơi, buồn cười các ông em mình lóc này đã.
Thế là đang đi đường con gà thì nó nhảy nó bay mất à? Nó nhảy khỏi xe. Thế em nuôi là nuôi gà rừng à? Không, gà ta bình thường nuôi nhưng mà gà chạy đôi anh. À đâu đây là cái môi vợt, cá khoai là anh em mình ăn chín đớn em nhỉ? Đây cả nhà ơi, xin mời cả nhà có cái món cá khoai cả nhà. Cá khoai này thì ăn vừa chín đớn đó cả nhà, nó sẽ rất là ngon. Cái nước thì sự lấu hơi chua chua mà nên ăn rất dày ăn. Đó. Thì được bác anh múc cá khoai đó. Hai ông này đều ở rừng nhưng mà có một ông là không ăn được cua cả nhà. Ông này mà ăn cua là ông phải để ăn cuối cùng cả nhà. Bị dị ứng ấy. Trêu ấy chứ cả nhà, thế còn anh em muốn ở vùng miền ở đâu chả như ở đâu. Bây giờ thì làm gì phân biệt vùng miền. Ô, nào anh em mình làm cái đo phấn cơ. Ăn đi em dùng đi. Đành là miếng cá. Cho tí rau vào cho nó có tí giáp chất rau anh nhỉ. Ờ, em cho ít lấm đuôi gà vào ấy, ăn lấm đuôi gà ngon em ạ. Ừ em dùng đấy. Thử cái nước của anh xem ok chưa. Anh may nấu chua hơn mọi khi một chút á. Xin mời cả nhà nhá. Đây cá khoai cả nhà. Đây cá khoai cả nhà. Con cá này nó rất là mềm. Tí xương sống nữa cả nhà. Xin mời cả nhà nhá. Ngọt lắm anh ạ. Vừa chín tới. Ngọt đấy nhỉ. Ngọt. Cá tươi mà em. Nước này nước vừa không bị chua. Không bị chua quá. Hôm nay anh vừa đi việc về thì nhớ ra là em gọi điện anh lên này là anh chạy ra chợ anh mua luôn này. Toàn đồ tươi sống luôn cả nhà. Hôm nào Sự sẽ quay clip cho cả nhà là Sự đi chợ, Sự mua bán đồ ở chợ cho cả nhà xem nhé. Chị ra chợ nhiều lúc vui lắm cả nhà. Mời cả nhà nhé. Bảo quay em, có được rồi luôn nhỉ em nhỉ. Ngọt. Thả thêm đi em ơi. Anh em mình cứ thả con nào là ăn luôn con em ạ. Cứ 3 con một. Ngọt lắm. Cua này thì chắc là thi không ăn được thì từ từ nhỉ. Để sau anh ăn. Ừ. Ăn dị ứng đỏ mẩn người. Lại chiều lại nghỉ chết. Ờ chiều nghỉ. Chiều nghỉ thì em làm. Ờ. Em làm được mà. Thế em lên em không giúp được anh à. Chiều nay anh về anh đi ngủ nha. Dạo này phở phùng dậy sớm cả nhà. Buồn ngủ lắm. Mà anh em dạo này chiến từ 5 giờ sáng đến 11, 12 giờ đêm đang ngủ đấy cả nhà. Cứ làm thôi, thời gian thì nó dài cả nhà. Anh em thì phải chia nhau ra thì mới làm được. Mà Sự dạo này thì giỏi Sự phải đi có công việc nên là trách nhiệm là em thi là rất là vất vả. Biết nhưng mà không làm được gì cả nhà. Thuê nhiều làm gì có tiền mà trang trải. Là anh mình uống hết đi. Đúng không? À, mình đúng, cá khoa. À, ăn tôm này chín rồi em, tôm nổi lên là chín nhá. Đã. Thi ăn được tôm không nhỉ em nhỉ? Hả? À, nước tôm em không ăn được à? Cả nhà ơi, ông em mình chỉ ăn được cá khoai, tôm mà không ăn được cả nhà. Dị ứng này. Khổ em. Khổ thân. Hay là anh lấy gà cho em ăn nhá. Em ăn cá thì ừ. Đấy anh cứ nhắc đến gà. Nào em lại bắt ngại à. Ai bảo em không mang gà lên. Đấy hôm nay có nồi gà ăn được không? Lại bắt đầu đá đều nhau. Cả nhà anh em ngồi nhau thì lúc đều táo chẳng biết nói gì đâu. Một chủ đề còn nói chuyện cả buổi nhau luôn. Nói đâu ông em bao giờ chán đi thôi. Sướng. Đây con tôm ngon quá cả nhà, tôm tươi. Ui, nóng quá cả nhà. Tôm rất là chắc cả nhà nhá. Con tôm rất là chắc và xoăn luôn cả nhà. Rồi cả nhà nhìn con tôm sướng chưa? Bóc đâu là thịt ở đấy luôn, không gọi là có quá nhiều vỏ cả nhà. Đây Sự sẽ dùng tay luôn cả nhà. Em múc quả khoai ăn đi.
không ăn được tôm, không ăn được cua thì cứ để anh Duy ăn. Hôm nào bảo anh Duy anh mang gà lên. Ôi, lại bảo anh ra mất giả luôn. Xin mời cả nhà nhá, đây ăn tôm này cả nhà, đây ăn tôm rất là ngon cả nhà, mời cả nhà. Ủa mình gặp hơi rồi cả, chúng mình gặp ngon lắm rồi nhỉ. Và nó giòn, nó cực kỳ ngon luôn cả nhà nhá, ăn rất là phê luôn. Em ăn có ăn được con bạch tuộc không nhỉ? Hôm nay sự có đi chợ mua cả được thêm một chút bạch tuộc tươi ở nhà này. Cái dâu con bạch tuộc. Sự bảo để cả con mà anh em bếp chả may lại thái sơ chế mất rồi. Không để cả con cho vào lồi ăn nó, mình cắt ra ăn nó ngon mà nó mất nước. Tại vì con bạch tuộc này là thân có nhiều nước mà. Cá khoai được rồi Thi ơi, không em không ăn nào nó thành cháo luôn đấy. Thôi để anh múc cho. Thôi anh em tình cảm thế là anh vui rồi. Em xin nha, múc thành con gà đúng không? Lại nhắc rồi. Em xin anh nha. Thôi anh em vào chuồng em bắt mấy con gà. Em bảo em ăn mấy con để anh bắt của anh Sự. Ok. Ôi mời riêng có em cả không lại mời cái hai à? Thôi anh em lên chỉ nhớ em còn nhớ đến anh đâu. Đấy là anh sẽ thấy không mời công làm. Chán rồi à? Thất vọng mấy thằng em mình. Chán đúng không? Thôi thì anh lại bỏ nhà anh đi, anh không ở nhà. Ở nhà với các em anh nhiều lúc anh đau đầu lắm. Sáng em 7 giờ anh ạ. Ở Huế đi lòng ba lòng vòng. À sáng em dậy từ 7 giờ à? Đi từ 7 giờ. Thế có vào bếp không? Anh đào tạo cho một khóa mà gì? À đấy. Anh học ở trên bảo anh cả. Em dạy cho một khóa đồ chiên. Ở nhà. Ở trên đấy. Nghỉ nhà về nuôi vợ. Có cái ký ốt thì đang bảo là bán đồ ăn nhanh. Sư bảo đấy mà cần học gì thì lên Sự giúp em nó. Bây giờ chỉ cần bán bánh mì thôi, bán bánh mì thôi, bán bánh mì xôi, thôi chứ. À. Ừ. Thế bao giờ mở đâu mời anh về ăn khai trường nhá. Nè, không phải các em này. Anh ạ. Lại không mời à? Nhìn này chắc lại không mời là lại quên mà. Ăn cá khoai đi em. Anh phải làm thêm món cá khoai ngon quá em ạ. Đây. Đây, em đưa bát đây. Ui con này nó chín quá rồi này. Đây cá khoai này mà không ăn nhanh là lát ấy, lát rất là nhanh cả nhà nhé. Không, các ông em mình xanh ăn lắm cơ. Cá khoai nó bụt thật lực cả nhà. À mà Sự xin chia sẻ cả nhà, cá khoai này nguyên liệu ở chợ nó rất là rẻ cả nhà, không hề đắt đâu. Có hơn 100.000 cân thôi mà. Đây là giá Hà Nội, trước khi mà về quê các vùng ven biển thì con này Sự nghĩ là rẻ lắm. Hoàn toàn không hề đắt. Đây, ua. Làm luôn hai con. Đó, một con gãy đôi ra đây anh ạ. Đâu, hai con em ạ. À, Sự mời cả nhà, Sự thích ăn cái vị mộc cá khoai, Sự không thích ăn chấm ở nhà nhá. Vừa nóng ngon lắm rồi ạ. Cả nhà... Ủa, ngon. Cả nhà, em camera quay dịch gần gần đây cho cả nhà xem. Cái miếng thịt cá khoai cả nhà ơi. Nó mềm và nó rất là ngọt luôn nhá. Cái cá này cái xương của nó rất là nhỏ nhá. Có trẻ con ăn thì mình phải để như anh em mình ăn có thể ăn trực tiếp luôn, mà các cháu nhỏ thì thường thường ăn các cháu sẽ không thích ăn cái loại cá này thì vì nó có hơi có một chút xương xương. Cả nhà ơi, bạch tuộc chín rồi đây cả nhà. Bạch tuộc chín rồi đây cả nhà. Sự mời cả nhà nhá. Giòn quá mà. Bạch tuộc ai cả nhà. Đúng rồi, rất ngọt luôn. Đồ tươi nhá. Ăn thích lắm. Ngoài ra em ơi, các em dùng ra.
Ngon thử đấy. Giò nó có độ tươi. Quan tâm mình có một chút gọi là cái vị của biển em ạ. Vẫn hơi đậm đậm của nước biển. Ở trong con bật thuộc nó vẫn có vị nước biển mà. Ừ. Có vị nước biển. Đặc. Ừ. Đặc trưng của đồ biển phải có một chút mặn mặn của nước biển vào. Em trên núi xuống hôm nay em mời anh ăn hải sản là chuẩn chưa? Uẩn à, gạch này. Ui. Em thì em không ăn được cua, được tôm nên là em thông cảm nhá cả nhà ơi. Còn cua gạch ngon chưa? Nhà ơi. Này ui toàn trứng luôn cả nhà. Đây. Gạch toàn nhiều trứng quá cả nhà nhá. Ờ. Ừ, ui, em ăn đi, em ăn đi cho lắm ngon. Rồi. Ngon lắm cả nhà ơi. Ờ sự mời cả nhà nhá. Gạch cua cả nhà này. Mời cả nhà nhá. Thơm á. Ừ. Ở đây là gạch cua trứng cả. Ừ. Ngon quá rồi nhỉ. Bùi béo lắm đấy cả nhỉ. Chúng nó ăn rất là bùi và ngon. Ừ. Ở quê em được cái cơm như thế này mọi người ạ. Ăn cua là phải ăn kiểu sành điệu. Ngon. Ngọt lắm. Ừ. Mời ở nhà nhá. Cua anh chọn đây được không? Được anh ạ. Ừ. Nhiều gạch, nhiều trứng ăn nó rất là bùi. Ừ. Thịt chắc lắm cả nhà. Rồi. Con này gạch nhiều. Đang ngọng quá cả nhà. Đây, nhỏ xem cái thịt cua này cả nhà. Đây, thịt cua chắc lắm. Giòn nó rất là ngọt cả nhà. Tuyệt vời. Chắc cho ông em mình ngồi ăn cá khoai thôi các bạn ạ. Làm gì ăn được gì đâu, chỉ cá khoai và bạch luộc thôi. Ngon. Tuyệt vời. Thơm lắm. Nhà em nhỉ? À, thơm. Ăn đồ tươi bao giờ nó cũng ngon. Ừ. Đó, anh xem mình kêu được, anh đang lóng quá, anh cho xé không? Ăn nó chắc thịt. Úi. Ok chưa? Ngon không? Ngon anh ạ, chắc thịt. Ăn thơm thật đấy. Nhiều ngạnh. Thịt bùa thơm. Cái ngạnh của nó, cái trứng của nó ăn nó rất là bùi. Ủa anh bỏ nó ra anh, ăn cua này nó phải ăn bóc mà nhỉ. Sự xin ngồi cả hai em sự xin kết thúc video tại đây. Sự chúc cả nhà xem video vui vẻ của bà có thể nấu cá khoai hay là nấu hải sản theo cái phương thức của sự rất là đơn giản và rất là tiện. Cả nhà ra chợ ấy cả nhà biết rồi là mua ví dụ con cua này người ta làm sạch cho mình rồi, con tôm người ta làm sạch, cá khoai anh vậy. Sự chúc cả nhà xem video vui vẻ nhá. Cả nhà nhá.